Hello, chào các bạn, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình vẫn đi biển và mình ra biển, mình đánh thủ thời gian. Nghĩ là mình quay một đoạn clip với các bạn đón xem clip của mình nha. Ngoài kia thuyền rất đông, thuyền lăn các bạn ạ. Các bạn nhìn rõ không? Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, biển rất êm và tàu thuyền đã đi làm rất nhiều. Các bạn nhìn xa đi thì rất nhiều tàu thuyền, mình quay bằng điện thoại nên không thấy rõ. Rất đông, rất nhiều thuyền và nhìn đâu cũng thấy thuyền lặn. Chuẩn bị cùng một lúc.
ăn mệt không? Không ha. Anh Hoa bảo lăn không mệt, anh rất vui. Ô, lên rồi. Thank you.
đây là cả sản phẩm các thợ lặn đang làm được hôm nay các bạn ạ. Rất nhiều sò huyệt ốc, sò ốc mỡ là các thợ lặn đang chưa vài cả thanh phân ra. Nhiều loài ngao sò các bạn ạ, rất nhiều loài ngao đây, sò huyệt các bạn nhìn thấy sò huyệt, và đây là con ngao lùa, ngao lùa các bạn ạ, đàn ốc, thả ốc rất nhiều. Các bạn nhìn kỹ ngao huyệt các bạn, rất đẹp, to rất đẹp. Đấy, cô huyệt đây. Đấy. Yeah.